Nếu ông đang chìm trong vũng bùn thì ông không thể kéo một người cũng đang chìm trong vũng bùn lên được. Nhưng nếu ông không chìm trong vũng bùn thì ông có thể kéo người đang chìm trong vũng bùn lên. Cho con hỏi ý của đoạn này là gì? Xin thưa với quý vị đó, những ai chưa đọc qua cái bài kinh Trung Bộ số 8, sư đề nghị nên đọc qua. Bởi vì chúng ta cần có một cái gọi là cái không khí của cái bài kinh số 8 đó để chúng ta hiểu là nội dung bài kinh nói về cái gì. Thì khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết cái câu đó nó có ý nghĩa như thế nào. Còn khi mình chỉ trích như vậy đó thì rất dễ hiểu sai. Ở trong cái đoạn này đó thì tương ưng với cả một cái đoạn kinh thì nó mang ý nghĩa như thế này, là các ác bất thiện không thể diệt các ác bất thiện pháp khác nha. Hoặc là phiền não thì không thể diệt phiền não. Hoặc là sư nói một cách ngắn gọn, ví dụ như mình gọi là mình không thể lấy ác trừ ác được, hoặc mình không thể lấy phiền não mà diệt phiền não được, thì chuyện đó không thể có. Đó là cái ý nghĩa của cái câu ví dụ mà Đức Thế Tôn nói. Đó, quý vị có thể nghe, sau khi nghe cái sự phân tích của sư, quý vị trở lại đọc bài kinh đó, quý vị sẽ hiểu ra vấn đề. Về vấn đề này thì không biết Đại Đức Đại Tường có ý kiến gì? Dạ thưa Đại Đức, thưa quý vị, thì khi mà sư đọc cái nào thú thật quý vị nha, bài kinh Trung Bộ số 8 ấy, thì sư chưa có đọc kỹ qua, nhưng mà khi mà cái vị mà hỏi cái câu hỏi này nè, thì mới trích dẫn cái đoạn này này: chuyên đá nếu ông đang chìm trong vũng bùn thì ông không thể kéo một người đó đó, như vậy tương tự như vậy đó, mình đoạn trích đó thì sư mới copy nè cái đoạn này, thì mới sạch trong bài kinh Trung Bộ kinh số 8 đó. Thì sư sạch, ủa sao mà cái đoạn này nó không có ra, đúng không? Sạch cái đoạn này nó không có ra, có nghĩa đọc, có nghĩa là sư phải phải rõ, phải nói hiểu rõ đây là sạch từng câu từng chữ này nè, đối đối chiếu coi cái đoạn này là có phải nằm nguyên cái đoạn này, là có phải nằm ở trong chánh kinh không. Thì xin thưa, cái đoạn trong chánh kinh là nội dung như vậy, thì sư đọc cái đoạn trong chánh kinh với quý vị nghe nha, để coi rồi xong quý vị xem lại cái đoạn kinh chính đó, nó khác nhau giống nhau gì. Và riêng bản thân sư á, thì thấy là cái câu chữ á, nếu mà mình có chích á, mình có chích thì sư cho cái lời khuyên mình nên tôn trọng là mình copy chính xác trong kinh tạng ra, rồi mình hỏi quý sư. Thứ nhất là cũng giúp cho quý sư không, khi mình dò cũng nhanh. Cái thứ hai là cũng giúp cho quý vị không, có cái sự tôn trọng pháp không, chứ mình đừng có vội vàng, mình đọc cái mình hiểu, cái mình nói theo ý mình. Bây giờ sư đọc cái trong chánh kinh nha, cho quý vị nghe rõ nha. Khoan, để sư đọc cái câu hỏi trước đi, để cho quý vị so sánh, cho cái sự so sánh, để quý vị thấy có sự khác nhau. Cái vị này chính là: này chun đá, nếu ông đang chìm trong vũng bùn thì ông không thể kéo một người cũng đang chìm trong vũng bùn lên được. Nhưng nếu ông không chìm trong vũng bùn thì ông có thể kéo người đang chìm trong vũng bùn lên. Và bây giờ sư sẽ trích trong chánh kinh: này chun đá, con người tự mình rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này chun đá, con người tự mình không rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Dạ thưa, đó là cái trong chánh kinh thưa quý vị. Tại vì khi mà gọi là Phật ngôn thưa quý vị, Phật ngôn mà quý vị diễn giải theo cái cách hiểu quý vị, quý vị ghi lại thì cái đó rất là nguy hiểm. Thì bởi vậy sư mới mới nhấn mạnh cái việc này để cho quý vị có sự cẩn thận hơn, chứ không phải là trách cứ gì quý vị nha. Có nghĩa là quý vị cẩn thận hơn việc này, tại vì cái gì liên quan đến Phật ngôn thì rất là quan trọng. Đây đó là lời của Thế Tôn dạy. À, còn về cái ý nghĩa, có nghĩa là cái vị này hỏi là cái ý nghĩa của cái đoạn này này là như thế nào. Thì xin thưa, xin bây giờ cái đoạn này á, bây giờ xin có cái là thời gian thì không không có, bây giờ xin cho cái tài liệu cho quý vị tự đọc đi ha, tự đọc đi cho nó giống như nãy xin có lời khuyên đó. Vì tự đọc thì khi quý vị đọc nó sẽ sinh động hơn, quý vị sẽ nhớ hơn và nó thẩm thấu hơn, sẽ giúp quý vị có cái sự phát triển trong cái pháp học hơn. Thì bây giờ quý vị muốn hiểu được cái đoạn này thì quý vị chịu khó xem
giảng giải kinh đoạn giảm của ngài Mahasi, sư Pháp Thông là người dịch. Thì trong đó ngài Mahasi có giảng giải rất là rõ toàn bộ bài kinh luôn, chứ không chỉ cái đoạn này. Thì nghĩa là trong đoạn này, trong cái bài kinh này thì ngài giảng hết, thì hiển nhiên là có cái đoạn đó trong đó luôn. Thì vị nên đọc đi, nên đọc để hiểu tổng quan đi. Tại vì nếu mà mình trích nãy để đức hạnh tuệ nói thì sư cũng rất đồng ý. Tại vì mình khi mình trích ra những cái đoạn mà mình hiểu theo cái đoạn đó thì nó không có hiểu tổng quan được, nó dễ hiểu sai Phật ngôn, nó đưa đến cái sự nguy hiểm lắm thưa quý vị. Thì một lần nữa sư cho quý vị cái tài liệu là giảng giải kinh đoạn giảm của ngài thiền sư Mahasi, sư Pháp Thông Dịch. Thì quý vị sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa trong bài kinh Trung Bộ số 8 như thế nào. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Đại đức Tuệ Tường đã đưa quý vị cái tài liệu để quý vị xem đó. Nếu như mình có lòng nghiên cứu thì mình nên xem để hiểu một bài kinh nó đúng đắn. Như quý vị thấy đó, bây giờ khi mà giải kinh đó, thì chúng ta nên có căn cứ vào ở trong chú giải thì nó sẽ tốt hơn là mình cứ đọc cái bản dịch đó, xong rồi mình hiểu theo cái tư kiến của mình. Mình không có cơ sở để mà mình tra cứu thì nó rất là kẹt. Đã qua câu hỏi.